Ngay từ sớm thì hoạt động của phòng khám đã bắt đầu và tất bật nhất chính là đội sưu tầm dược liệu. Bởi có thể đảm bảo đủ nguồn thuốc nam phục vụ cho việc khám điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân mỗi ngày là một điều không dễ đâu. Dạ cô ơi, với những cái loại thuốc nam như thế này thì mình sẽ sưu tầm ở đâu ạ? Mình sưu tầm ở Long Xuyên, rồi ở Đà Lạt, ở Đồng Tháp, Tân Quế. Có cái loại dược liệu quý nào mà mình phải bỏ tiền túi ra để mình mua không cô? Có chứ, tô mộc như hạng tô mộc quyết gồng với gùi đỏ rồi đó, mình phải xuất tiền ra mua. Tại vì dân nghèo đó, người ta trồng ta bán cho mình, phải chạy gửi tiền phân lại cho người ta, để người ta trồng lại cái khác. Được biết mỗi năm, hơn 300.000 thang thuốc được phát miễn phí cho bà con nghèo. Rất nhiều bà con từng là bệnh nhân được điều trị tại đây, nay quay trở lại làm công quả. Và câu chuyện của cô Bảy là một ví dụ. Năm đó cô bị nhồi máu não, rồi nằm bệnh viện cả mười mấy ngày, xong rồi trở về đây qua thầy bắt mạch, hút thuốc uống, hết bệnh. Mình thấy vậy mình mới qua phòng thuốc để hút thuốc cho bà con uống mà hết bệnh. Với bà con Phật tử thì chùa là nơi để tìm về, cái lời kinh tiếng kệ là nơi để sửa mình. Tuy nhiên tại chùa Long Thành thì bà con đến đây để có thể là khám và chữa bệnh. Càng đặc biệt hơn thì dù theo bất kỳ tôn giáo nào hay là dù có điều kiện, có hoàn cảnh, có công việc khác nhau, bà con ở đây đều được chăm sóc một cách rất là tận tình. Tại phòng khám này một lần thì cô có đi một lần, rồi có hốt, rồi hết bệnh, trở lại lần thứ hai mà coi cái bàn mạch quá chính xác. Cô nể phục đặt cái bắt mạch đó, nói sự thật là cái gì nó cũng đúng hết trơn. Rồi xin chúc cho cô mau khỏe ha. Dạ. Hiệu quả là như thế cho nên phòng khám từ thiện tại chùa Long Thành thì mỗi ngày thuốc từ khoảng 300 cho đến 400 lượt bệnh nhân, từ những người lớn tuổi này cho đến rất là nhiều bạn trẻ cũng đến đây để thăm khám. Nếu mà mình là người thầy, mình ăn trên ngồi trước, mình là có cái tư lợi á, là người ta không có ủng hộ. Cứ làm xả thân, xả thân vì bệnh nhân, vì chúng sanh, vì anh em, có nghĩa là người ta sẽ ủng hộ cho mình làm mới được. Rõ ràng là nếu mà không có tình yêu thương thì sẽ rất khó để có thể là gắn bó với công việc này. Và hàng ngày thì các lương y cũng như là các tình nguyện viên tại đây vẫn đang tận tụy với công việc. Với họ, niềm vui của họ đó chính là thấy bà con được sống vui, sống khỏe.